hay gà sốt nên mua sắm lý tưởng dành cho mẹ và bé. Về thị xã Hồng Lĩnh, hỏi địa điểm bán đồ dành cho mẹ và bé, hẳn không ai là không biết đến Trà Gà Sốt, nơi mua sắm lý tưởng dành cho mẹ và bé. Tọa lạc ngay tại số 118 đường Trần Phú, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Trà Gà Sốt trở thành điểm sáng được nhiều mẹ bỉm sữa lựa chọn, là nơi mua sắm tuyệt vời với những mặt hàng chất lượng dành cho mẹ và bé. Xuất phát từ tình yêu, nỗi niềm của người mẹ luôn mong những điều tốt đẹp nhất cho con mình. Trà Gà Sốt ra đời là thành quả của tình yêu đó. Vì thế, đã chinh phục trái tim khách hàng bằng sự thấu hiểu, trở thành địa chỉ mua sắm uy tín, sự lựa chọn thông minh của những bà mẹ hiện đại. Với thông điệp bé khỏe mẹ vui, luôn đặt chữ tín và lòng tin của khách hàng lên hàng đầu, Trà Gà Sốt cung cấp tới khách hàng những sản phẩm chất lượng, an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đến với Trà Gà Sốt là đến với sự lựa chọn thông minh và thuận tiện. Tại đây, tất cả các mặt hàng từ tủ thuốc cho bé, đồ ăn, thức uống, đồ chơi, thời trang, đến cả những vật dụng để chăm sóc bé khi ngủ hay đi chơi đều rất phong phú về chất lượng cũng như mẫu mã. Đó cũng là lý do mà Sốt ngày càng chiếm giữ được nhiều sự tin tưởng của khách hàng. Bên cạnh những mặt hàng chất lượng, Trà Gà Sốt luôn mang đến các chương trình hậu mãi như free ship, giảm giá và nhiều ưu đãi tặng quà hấp dẫn cho khách hàng trong những ngày lễ quan trọng. Với diện tích 250m², Trà Gà Sốt mang tới một không gian rộng rãi giúp mẹ thư thái mua sắm và bé yêu tận hưởng những không gian để có thể vui chơi. Mang thông điệp bé khỏe, mẹ vui, Trà Gà Sốt chinh phục được mọi khách hàng bằng tất cả tình yêu dành cho mẹ, cho bé được gửi gắm và nâng niu trong từng sản phẩm. Để biết thêm thông tin chi tiết, mời các bạn xem trên fanpage chính thức Trà Gà Sốt bé khỏe, mẹ vui hoặc gọi hotline 0966 258 579 để được tư vấn kỹ lưỡng hơn về sản phẩm cũng như các chương trình ưu đãi.